Chiều 14 tháng 8 năm 2017, nhiều tài xế tiếp tục phản đối trạm thu phí cai lệ bằng tiền lẻ. Cũng giống như chiều 13 tháng 8, giao thông lại bị ùn tắc và trạm thu phí lại phải xa cửa. Như thường lệ, các tài xế tiếp tục dùng tiền 200 và 500 đồng mua vé qua trạm theo hướng thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây. Họ vẫn đưa từng tờ tiền cho nhân viên kiểm đếm nhằm kéo dài thời gian. Thậm chí, nhiều tài xế còn to tiếng tranh luận với nhân viên thu phí và không đồng ý trả tiền để qua trạm. Mười sáu giờ 20 phút, trạm thu phí bắt đầu xả cửa một chiều hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Mỹ Thuận. Tuy nhiên, nhiều tài xế đi hướng từ Mỹ Thuận về thành phố Hồ Chí Minh lại phản đối. Họ cho rằng cần phải xả hết các cửa. Là công dân không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà tôi phải tài xế không? Tôi lái xe tôi có đóng phí đầy đủ không? Phải rồi. Tôi nói có không có đóng phí. Nộp lại luôn. Nộp lại luôn. Cái chuyện phí mà có đó. Lại luôn. Lại luôn. Không chia sẻ đi thăm là sao? Gần 17 giờ cùng ngày, tất cả các nhân viên bắt đầu rời khỏi vị trí, trạm thu phí xả cửa ở tất cả các làn xe. 17 giờ 30 phút, hoạt động giao thông nơi đây mới trở lại bình thường.